Hôm nay tôi xin giới thiệu bài thứ ba. Bài này là thứ nhất là chọn tuổi để làm nhà, cách đặt công trình và phong thủy sân vườn, phong thủy ngoại thất, phong thủy phòng khách và một số cách để hóa giải những cái xấu khi mà công trình của mình gặp phải. Thứ nhất là khi chúng ta xây dựng một công trình thì điều quan trọng nhất là chúng ta có được tuổi hay không ạ? Thì xem tuổi nó gồm có mấy dạng Dạng thứ nhất là người ta hay nói đến nhất là kim lâu Kim lâu thì không phải là một 1368 kim lâu Cái này chỉ có chính xác một nửa thôi ạ Vì người ta gọi là kim lâu bảng ách khởi khôn cung Tức là tính kim lâu thì tính từ cung khôn Thường niên đã ngũ ngập nhập trung cung Tức là mình tính thuận khi nào có số 5 thì lại vào giữa trung cung Cho nên là sau số 5 thì nó sẽ lệch đi Khảm ly chấn đoài vi thượng cát nếu vào cung khảm cung ly cung chấn cung đoài thì đấy là rất là tốt còn lại càn khôn cấn tốn diệt vi hung cái đó là rất là hung đấy là kim lâu ạ à. còn tam tai thì rất là dễ tính ạ à. tam tai thì chia làm bốn nhóm ạ à. thí dụ như là à, dần à, dần ngọ tuất chẳng hạn thì là mình cứ tính là à, năm thân năm dậu năm tuất thì đấy là tam tai tị dậu xỉu cũng thế thì là sẽ hợi tí xỉu cứ mình cứ tính là trong dần ngọ tuất đấy đứng cuối cùng là được nhưng mà tam tai thì là nó có ba dạng dạng ta thứ nhất là tam tai đầu thì ảnh hưởng rất ít tam tai giữa là ảnh hưởng một nửa và cuối cùng là tam tai cuối là nặng nhất thì cũng phải đề phòng cái đấy ạ thứ ba là hoang ốc hoang ốc thì người ta tính như thế này nhất cát nhị nghi tam địa sát tứ tân tài lục hoang ốc thì đương nhiên là cứ ba cái xấu ba cái tốt nếu mà anh vào cát nghi tấn tài thì tốt còn lục hoang ốc thì ngũ thọ tử lục quang ốc là không được còn thì phi tinh phi tinh bây giờ thì người ta rất hay dùng cái này vì cái này nó ảnh hưởng của các nước phương tây đó phi tinh thì người ta chỉ có tính à, kiểu cung bát quái tức là nhất bạch nhị hắc tam bích tứ lục ngũ hoàng thất xích bát bạch cửu tử thì kỵ nhất vào ngũ hoàng sau đó thì đến à, đến đến đến, đến à, tứ lục thế còn cứ vào lục bạch nhất bạch à, bát bạch thì là đều tốt thì cái này là người ta sẽ tính xem phi tinh năm đó nó sẽ quản ở hướng nào phương nào tuổi nào để người ta làm nhà kiểu trạch cái này là rất quan trọng cái này à, tôi để ý thấy rất ít người quan tâm đến cái kiểu trạch này con người ta là có 9 vận làm nhà người ta gồm có phúc đức bại hư khốc quỷ tử bạo lộc làm nhà chửi cửa trạch vận trường niên mà nếu gặp phúc đức bảo an thì phúc thọ yên còn nếu gặp bại hư khúc quỷ tử thì bại ra nhân tử họa trường niên thế thì cách tính cái này rất là dễ mình cứ cộng dồn cái tuổi của mình định làm nhà vào trừ đi 9 còn dư lại một thì là trạch phúc dư hai thì là trạch đức dư 3 thì là bại cứ thế Xong bắt đầu là đến hư khốc quỷ tử, xong lại bảo lộc. Thế cơ cộng đến 9 là lại hết. Cho nên là những cái số như là cộng vào là 6 hoặc là 7 là quỷ hoặc tử thì tuyệt đối không nên làm nhà. Còn cái mượn tuổi này thì nếu mà không được tuổi thì chúng ta có thể mượn tuổi. Nhưng mượn tuổi này thì thường là chúng ta không để ý, chúng ta chỉ có mượn người ta đến người ta động thổ, người ta đổ mái hoặc người ta dọn nhà cho mình thôi thì cũng chưa triệt để lắm. Vì mượn tuổi là dứt khoát cái anh mà đến mượn tuổi anh được tuổi rồi nhưng mà anh đó phải tự anh ấy lễ, tự anh ấy đứng đầu sớ và anh ấy thậm chí còn phải mua âm cái đất này. Theo cái đất này của mình bao nhiêu tiền người ta sẽ mua bấy nhiêu tiền. Thì sau này khi mình được tuổi mình chuộc vào chứ không phải chỉ có để động thổ và đổ mái đâu ạ. Nhưng mà những cái trạch bình thường thì anh có thể mượn tuổi được Còn đã trạch quỷ trạch tử thì mượn thì cũng không giảm được đáng bao nhiêu Cho nên là nếu không được tuổi thì cũng vẫn phải cẩn thận là phong thủy tổng quát thì là khi mà đã chọn được một miếng đất rồi thì ta cố gắng làm sao mình thiết kế cái khu đó là tiền tỷ hậu cao cái này rất là quan trọng nếu các bác để ý những cái công trình lớn từ ngày xưa hoặc những cái nhà địa chủ hoặc là đình chùa miếu mạo những cái, cái công trình quan trọng ấy thì bao giờ nước nó cũng chảy vào cái thềm trước cửa sau đó mới quay đi thì người ta gọi là người ta gọi là đáo thủy tiền đường nước phải quyện vào xong nó thu vào nó ra phương bắc chứ bây giờ rất nhiều người làm nhà ấy thì là để cho nước nó chảy nhanh nó cứ lát nó thẳng tuột ra ngoài thì như thế là nó sẽ không đúng phong thủy mà không tụ tài và đường công danh cũng rất là rất là khó. Tiền tỷ của hậu cao tức là vườn trên ao dưới nè Tức là đằng trước mà thấp một bậc, đằng sau mà cao một bậc thì đấy là một đời sẽ phát, như thế người ta nhân lên. Cho nên tại sao người ta rất thích làm nhiều cấp đằng trước, nhiều cấp đằng sau. Đấy là tiền tỷ hậu cao, tỷ là thấp ạ. Ngưng phong khí chỉ thủy tụ Tức là cái nơi đó đừng có bị gió luồn qua Mà nó phải có nước và khí nó phải tốt Bây giờ đến phong thủy sân vườn ạ Ông Tà Ao nói rằng là con mộc là chính ở phương Đông mà con kim chính nó thuộc sòng phương Tây. Tức là khi mình làm phong thủy bất cứ cái gì mình phải biết là cái phương vị đó nó thuộc cái gì. Thì mình mới có thể đặt được. Chứ không nên đặt ngược. Còn những cái phương mà nó không vượng lắm ấy. Thì mình có thể dùng ít thôi. Đây là cái bảng tra nhanh Mình sẽ nhìn thấy phương đông là thuộc chấn Thì cái này là mộc thì đương nhiên là phải là màu xanh ở cái phương Đông này Phương Tây đoài, đoài này là đoài âm kim Chỉ có càn mới là dương kim thôi Thì đã là kim thì là trắng Nam là ly hỏa thì là màu đỏ Và đây là khảm là thủy đen Tây Bắc là dương kim thì là trắng Đông Nam là tốn mộc là xanh Đông Bắc là cấn dương thổ là vàng Tây Nam khôn thổ thì cái này là âm thổ thì cũng là vàng còn trung ương là trung ương là hoàng thổ cho nên rất nhiều nhà người ta cắt một viên đá khoảng 80 80 bằng đá tự nhiên màu vàng là trung ương thổ người ta lát vào gầm cầu thang hoặc là người ta lát ở giữa nhà cửa đi đấy là thổ tinh kết huyệt trung ương là đất phát võ phát vương đời đời cái này vì nó nhỏ cho nên là nó không kỵ tuổi nào cả thế thì vậy xem theo bảng này thì các quý vị sẽ thấy ở phương Đông là rất vượng để trồng cây to Những cây đại thụ hoặc là những cây có màu xanh Còn phương Tây Đoài thì đương nhiên người ta có thể là dùng cây nó thấp hơn Nam phương Ly Ngọ là lợi nhất là làm bếp Hoặc làm cây hương bàn thờ Cứ thế mà tính ra Thế cho nên là khi đã biết được như thế rồi Thì chúng ta mới có thể đặt được phong, phong thủy công trình Còn khi động thổ làm công trình thì phải nên nhớ thế này này Tùy theo cái tháng cái ngày đó để tầm long xem con rồng nó nằm ở hướng nào Thì mình có thể biết được là sẽ động thổ như thế nào Thì người ta thường người ta động thổ thế này này Bốn phương tám hướng Tức là hết tất cả bốn cung tứ chính, bốn cung tứ duy Sau đó người ta động đến ở giữa nhà mỗi nơi 5 nhát Tổng cộng là 45 nhát Nếu cẩn thận nữa thì các quý vị có thể trộn lẫn đất của chín nơi đó vào Xong trước khi mình lát lên mình rắc đều trên nền nhà thì rất là tốt còn bây giờ là phong thủy về non bộ thì cái này thì rất khó vì thực ra mà nói thì không cái gì bằng tự nhiên cả thí dụ như là các vị đến chỗ nào có hồ thật có núi thật có sông thật biển thật thì đương nhiên vẫn tốt hơn còn cái này người ta gọi là giả sơn thôi nhưng cái này cũng có cái giá trị của nó thí dụ như không may mà nhà mình có một cái cung nào đó nó không lợi thì mình chấn hiểm nó đi hoặc là công trình của mình bị từ phía ngoài nó xung sát vào Thì mình cũng có thể chấn điểm nó đi Riêng mình dùng đá non bộ phải nhớ thế này Thứ nhất là không bao giờ được chơi đá tai mèo Chơi đá tai mèo là rất là kỵ Không dùng những đá vụn để chắp vào Cố gắng làm sao nguyên khối thì càng tốt Thứ ba nữa là có ba cái kỵ nhất là thông tâm tiêm đầu và triệt lộ tức là đá mà bị thông lỗ ở giữa nhìn từ đằng trước ra đằng sau tiêm đầu tức là nhọn như cái kim triệt lộ tức là chân núi không có lối đi thì như thế là sẽ không có sự sống khi dùng đá là phải tránh đá ở những nơi thờ tự hoặc những đá có tinh thì cái này nhìn có thể là biết ngay đặc biệt là đắp bằng xi măng thì còn kỵ nữa cái đó nó sẽ là phản tác dụng còn thì chơi đá thì nó phải có chủ đề thí dụ hai viên đá cùng đứng cạnh nhau nhưng mà hơi ngả vào nhau một chút thì người ta gọi là đấy là phu phụ tức là vợ chồng nhưng nếu mà cũng một đôi viên đá đó đứng cái cao cái thấp gần nhau một chút thì đấy là huynh đệ anh em còn đứng gần như bằng nhau thì đấy người ta gọi là bằng hữu còn một cái ông rất là to một ông rất là bé ở bên ngoài chiều vào thì đấy là quân thần Thế còn một cái nữa là gần bằng nhau nhưng mà chiều vào trong nhà thì đấy là chủ khách Còn một loại nữa là một viên đá to nhưng mà ủ ấp một viên đá nhỏ Thì đấy là mẫu tử vì mẹ thì là bồng Còn viên đá nhỏ nằm phía sau lưng là cha thì cõng thì đấy là phụ tử Thế thì đây tôi chỉ ví dụ ngắn thôi vì không có thời gian Cho nên khi chơi một viên đá phải có có chủ đề của nó chứ bây nhà cha mẹ mà còn mà chơi độc sơn này cũng không được mà khi mà mình là nơi kinh doanh chẳng hạn mà mình chơi nó không đúng cách thì cũng không được bây giờ tôi mới nói tiếp đến cái phong thủ ngoại thất của nhà thì đương nhiên là mình phải ở mà cái mình cố gắng làm sao thiết kế cái khu đất đó nó đừng bị cong vinh nếu mà cái đất của mình nó cong vinh như bánh đa vừng ấy thì nó sẽ không tốt Bây giờ tôi nói ví dụ như là đứng ở trước cửa nhà thì người ta nói như thế này. Anh dơ một tay này tự nhiên ra và tay bên này dơ tự nhiên ra tạo thành một góc 90 độ ở trước ngực đây. Thì nếu ở trong đó nhìn thấy ngã ba đường chiếu vào thì tức là thấy ngã ba chứ không phải là ngã ba chạy thẳng vào giữa nhà mới là ngã ba. chân người ta gọi là tiền cư môn cập xa lộ. Tức là nhìn ra cửa đã thấy đường rồi Nhưng cái dạng này rất là nhẹ Đã nhìn thấy đường đi thì không có gì ghê gớm cả Dạng thứ hai là tiền cư môn hữu xạ tiễn Tức là trước cửa nó có một cái khe ngõ nó nhỏ nó rất là dài Nó chiếu vào nó giống như cái mũi tên Xạ tiễn tức là mũi tên nó bắn vào Thì cái loại này là độc thứ hai Cái loại thứ ba nữa Là chính xác cái cái ngã ba đó nó xuyên thẳng vào tâm nhà mình từ trước ra đằng sau thì đó người ta gọi là xuyên tâm sát đây là một cái ví dụ như vậy thôi cho nên là khi mà gặp những cái miếng đất như thế này thì mình phải có cách để hóa giải thì tí nữa tôi sẽ giới thiệu một cách hóa giải rất là rất là hiệu nghiệm tức là rất là đơn giản ai cũng có thể làm được mà cũng không tốn kém gì mà đảm bảo sẽ rất là tốt thế cho nên là mình cũng phải mình cũng phải cố gắng để làm hóa giải khi mà gặp những cái công trình nó bị xung sát khi mà đã quyết định làm nhà rồi thì ta phải tính chọn hình khối, màu sắc, vật liệu theo ý của chủ nhà. Cố gắng làm sao làm cái công trình đó hòa nhập với không gian, không nên bị phá cách, không làm những cái cái hình gì nó dị dạng thì người ta rất là kiêng, đặc biệt là không bao giờ được đóng khung ở uh, bậc tam cấp và mặt tiền của nhà đóng khung màu đen và màu trắng thì cấm tuyệt đối vì cái này là quy định là báo tang bất cứ một cái logo nào hoặc là những cái công ty nào mà làm như thế này tôi để ý mấy chục năm rồi trước sau đều không tốt lắm thế cho nên mình cũng cố gắng làm sao không đóng khung màu đen và màu trắng ở, ở, ở mặt tiền và tam cấp số bậc đi thì mình lên chân nào thì vào chân đấy Thí dụ một bước thông thường là ta trụ chân phải bước chân trái thì chân trái bước lên trước Xong đến chân phải lại chân trái lên thì mới đúng phong thủy Còn nếu mà anh để bốn bậc thì ngoài sinh lão bệnh tử ra rồi Nhưng mà như thế là lên một chân mà vào một chân là người ta rất là kiêng Thì trong nhà làm ăn là sẽ rất là lủng củng Cho nên tốt nhất là cái số lẻ là ba bậc hoặc tam cấp là thông thường Hoặc năm bậc, bảy bậc, chín bậc chứ không nên dùng những cái bậc chẵn là vì như thế Bây giờ tôi nên nói đến cây, cây cối ở trong nhà thì phải chú ý như thế này Thứ nhất là những cây cây mà cực độc thì không được dùng ở trong nhà Thí dụ như bây giờ nhiều cây độc lắm Bây giờ kể cả dọc ngoài đường này cả Là người ta dòng những cây mà Thậm chí là dưới tán của nó cũng không cây gì mọc được Mà động vào là Động vào nó là có thể là sẽ ngộ độc Cho nên những cây độc là không được nên dòng Cái thứ hai đó người ta gọi là tiền cư muôn kiến bách liễu Tức là nếu mà ngay trước cửa nhà trồng liễu rủ Thì việc này là chồng thường là không chung thủy mấy cho nên nếu mà các bác gái mà thấy chồng thế thì tìm cách đánh đi luôn sẽ không được rất là mệt 100 luôn cho nên không bao giờ như thế thứ hai nữa là tiền khư môn kiến thủy bi thương tức là trước cửa mà nước mà lại có tiếng kêu như là tiếng khóc thì người ta kỵ lắm cho nên phong thủy bây giờ người ta dùng rất nhiều nước ở mặt tiền hoặc ở trong nhà trong công trình nhưng mà người ta không để tiếng kêu thường là có những cái thác nước rất là to nhưng mà nó chỉ chảy nó tràn như tấm lụa thôi hoặc là mình làm những cái chum xong để nước nó tràn ra thì tiền vào như nước xong lấy những cái đồng xu của ngoại ấy, bắt đầu là mình búng vào đấy thì đấy là đúng phong thủy chứ không được nên 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 để cho nó tiếng kêu tiền cư môn kiến hồng hắc xích bạch thạch tức là nếu ngay trước cửa anh đặt những viên đá màu đỏ màu trắng màu đen đấy là những đá có tinh thì phụ nữ hay bị bệnh sản nạn cho nên tốt nhất đá thì phải chơi màu xám chứ trước cửa không được chơi những cái khối đá như thế này và khi chơi cây thì ta phải cố gắng giành được nhiều điểm càng tốt đây là bảy điểm của cây đúng phong thủy thứ nhất là mốc bì cây chỉ có giá trị khi da của nó lên mốc rồi tức là nó già thì đấy là mốc bì thứ hai là thân cổ thân là phải rất là cổ kính mà trông nó rất nhiều tật dễ kiềng dễ nó phải bong lên như cái dế đấy thì mới quý gốc bồ gốc bồ tức là gốc rất là to ngọn chỉ tức là ngọn rất là bé gốc càng to càng tốt ngọn càng bé càng tốt sẹo liền cành ngoan tức là rất kỵ những cái cây mà khi cắt đi rồi nó như người cụt tay nó còn những cái sẹo này bây giờ là rất nhiều người là chơi thí dụ như là cây địa lan ấy là cái cây đó là trên dưới nó thẳng như nhau thế và vết cắt không bao giờ nó liền được sẹo mà là cứ để ở văn phòng cho nên tôi đến tôi để rất nhiều cây đấy từ xưa đến giờ không hề là cây phong thủy bao giờ nhưng bây giờ là vì nó chịu được ở trong 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 nhà cho nên rất nhiều người chơi cái đấy là cũng là sai cho nên nếu mà có những cây địa lan mà bị cắt xong nó lại đầu đuôi bằng nhau này không nên để ở trong đó cành ngoan cành ngoan tức là cành nó phải hướng theo ý của mình và cành trên không được để cành dưới đấy là tiêu chuẩn nhưng mà đương nhiên là 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 mình còn phải chú ý đến cái chữ của nó nó thí dụ như các bác nhìn đây sẽ thấy ở dưới là đa trên là lộc thế là người ta đọc là đa lộc tức là nhiều tiền còn nếu mà trồng một cây đại nữa thì đại đa lộc nhưng mà trong khi đó có một số cây thì lại không thể dòng được thiếu cây đại mà dùng cây ngâu cây ngâu thì người ta xong chữ nho nó gọi là ngu đại ngu hoặc là dâm bụt chứng hạn thì người ta không dùng về cây đại thế nên là đại dâm bụt là cũng không được đấy thí dụ như vậy <laughs> Tức là cái chữ nghĩa cũng rất là khó đấy. Thế bây giờ ta đến phong thủy phòng khách. Phong thủy phòng khách này thì phòng khách chính là chỗ giao lưu giữa chủ nhà và khách khí âm khí dương. Cho nên là phòng khách này là cái nơi quyết định luôn sự nghiệp của gia đình. Vào nhà ai xem phong thủy phòng khách là sẽ hiểu ngay được gia đình nhà này quan hệ thế nào và sẽ làm ăn đến đâu. Thì bất kể là ai khi ở nhà mình, ở phòng của mình thì đều là chủ và những người khác tới đấy thì là khách chứ không nói đến 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 những cái yếu tố khác vậy chủ nhà đương nhiên phải ngồi một cái vị trí nào đó rất là thuận lợi tức là kiểm tra được tất cả các lối ra vào và kiểm tra được tất cả khách kể cả phòng làm việc sau này thì bên tôi nói về tí tôi không phải nhắc lại nữa tức là làm sao đèn là phải chiếu vào khách chủ là phải ngồi ở chân đèn Máy điều hòa nhiệt độ cố gắng mà Thổi vào gáy của khách Mà nhất là đấy là khách hàng chẳng hạn thì tốt lắm Chứ đừng có thổi vào khách của chủ Đấy đừng có ngồi ngược sáng Và đừng ngồi vào 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 vào, vào như đó Và cấm không được quay ra lưng ra cửa Những uh, những người nào mà ngồi quay ra lưng ra cửa là rất là bất lợi Thứ hai nữa ấy, là Chủ nhà khi mà đón khách Thì đây là quy định quốc tế Các quý vị cứ để ý này này Người chủ nhà phải đứng ở đằng Đông nhìn về phương Nam Khách đứng ở đằng Tây nhìn về phương Nam Thì đấy là người ta phân chủ khách Khi mà người chủ người ta đứng ở bên Đông nhà Người ta bắt tay người ta chỉ giơ tay như thế này thôi Thì bên kia cứ thế là quay lại thế này là phải bắt tay Đấy là thể hiện sự sự kém hơn và thể hiện sự làm chủ là đứng như thế cho nên mình khi mà làm khách ấy, mình mình làm khách thì mình bắt buộc mình phải đứng ở bên tây rồi thế còn mình ở nhà mình mình đứng ở bên tây mình đứng ở mình mà phải đứng ở bên đông đứng bên tây là sẽ mất sinh khí rất là nhiều thế và bàn ghế cũng vậy dứt khoát là khi mà ngồi về chọn chỗ của chủ sẽ làm cách nào đó để cho người ta hiểu rằng chỗ này chỉ ông chủ ngồi thôi chứ còn không ai người ta được ngồi về đấy khi trong nhà phòng khách thì đương nhiên là phải cố gắng làm sao làm nó tránh dị dạng chủ yếu là phải tránh được những cái xà nó đè vào rồi là những cái góc nó chiếu vào là không hay lắm đặc biệt là tránh nhìn thẳng vào nhà ăn nhìn thẳng vào nhà vệ sinh thì là không hay tất cả những thứ đây lò sưởi điều hòa bể cá tiểu cảnh loa đài tivi gương tất cả mọi thứ nó là con dao hai lưỡi trong phòng khách Thí dụ một cái gương anh treo vào cái nhà nó hỏng chẳng hạn Thì có thể là nó sẽ đẩy được cái đấy ra Nhưng cái nhà nó xấu nó lại còn hút vào cấp 2 Thế trên đó là con dao hai lưỡi trước khi dùng những cái này trong phòng khách là phải hỏi chuyên gia Còn khi mà mình đang làm quan chẳng hạn Thì đặc biệt không bao giờ được treo uh, vinh quy bái tổ Vì một khi mình còn đang phấn đấu sao vinh quy được khi mà phải là là rất vinh quang thì mới bái tổ chứ Cho nên còn đang phấn đấu thì đừng treo vinh quy bái tổ Không nên treo thuyền mà nó có sóng lật ngang lật ngửa thì đường công danh sẽ rất là khó. Không được treo ảnh chùa. Bây giờ mình đi làm quan mà mình lại treo ảnh chùa nữa thì coi như là con làm ra sao đó. Tức là bây giờ đi trốn viền qua đi ở chùa. Không treo ruộng vườn, nhất là đang cơ cấu chuẩn bị phấn đấu thì đừng treo những cái đó. Nhà thờ cũng không được treo. Đặc biệt là bây giờ rất có nhiều phong trào là treo những cái đầu trâu, đầu bò của châu Phi rồi của Nga mang về đừng có treo cái đó nó không hay lắm rồi chữ nghĩa cũng vậy có thể là trong nhà mình riêng thôi thì có thể treo nhưng mà chỗ tiếp khách mà 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 mà, mà thiên hạ thì chớ treo chữ lộc rất là nhiều nhà treo chữ lộc rất là to khi đón khách đến cũng không hay lắm rồi là những cái dạng mảnh thú nhồi mà để trong nhà cực kỳ nguy hiểm cho nên là riêng phòng khách là cố gắng làm sao đó treo thật ít tranh ảnh và biểu tượng vì cái biểu tượng nó thể hiện sự nghiệp của mình và quan điểm của gia đình Đặc biệt là không treo ảnh của vợ mà đi tắm biển đấy, Mặc quần áo hay mảnh mà treo ở đấy cho khách xem là cũng không hay lắm Đấy là riêng phòng khách đấy. <laughs> Thế thì bây giờ thì còn một số cái cách hóa giải công trình Thì nếu ở trong phòng khách hoặc là đất mà nó bị phạm thì ta có thể dùng tháp thạch anh ngũ hành để đặt ở phòng khách thì cái loại là rất là đẹp mà nó cũng rất phù hợp với từng tuổi từng người một. thì cái này thì chắc là rất nhiều người biết. còn đây là cách cái cách quan trọng nhất mà tôi xin cống hiến cho các quý vị khán giả này. khi nhà mình bị phạm về hướng hoặc có thể bị phạm về tâm linh tức là do đất đến nó nghịch, nó có nhiều vấn đề về 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 về, về, về âm khí, thì ta sẽ làm thần quy. Thần quy này người ta gọi là đệ nhất tiên thiên kiểu trùng thánh mẫu địa địa tiên quỳnh hoa công chúa sắc phong lưỡi hạnh tức là địa tiên là cái đất đấy như đất sứ quán giống như ông tôn ngộ không cầm cái gậy như ý khoanh một vòng tròn như thế này và mời đường tăng đứng vào nếu mà ngài mà đứng ra ngoài thì ông không chịu trách nhiệm còn nếu đứng ở trong ấy không ma quỷ nào bắt nạt được cho nên là cái thần quy này hiện nay bây giờ người ta làm rất là nhiều nếu mà các quý vị mà lên trên đền hùng hoặc lên trên ngã ba bạch hạc sẽ thấy người ta xếp hàng người ta lấy nước mới lên đất này thì cái đất này gồm có tốt nhất là ngã ba thành cổ nhà mạc còn sau đó có thể là lấy ở